người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm, lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai ngờ đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Dạ lúc đó ảnh để avatar là để khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body xấu quá, sao đẹp quá. Em quen vợ em gần một tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay cái chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Dạ em tên là Lữ Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế của công ty Katet. Rồi còn em? Dạ em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi, sinh viên năm 3 hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy, vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm mà đúng không? Ủa? Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ô thì đúng rồi, thì vợ trẻ mà trẻ hơn tới 10 tuổi lần chứ bộ. Có mẹ nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Đang nhận là tiên đúng không? Chồng tiên hả? À, hai ông quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? À, em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ở nước bạn mà em buồn lắm. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm. Lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đó không hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. À, em thấy mặt dễ thương thì em cứ add nick và em message thôi. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ hai tuần sau em có trả lời anh. Em trả lời xong anh còn chửi em là chẳng. Ôi vậy. Dạ. Trời, tới hai tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á thì cái ấn tượng của em về ảnh sao? Dạ lúc mà ảnh để avatar là để khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body xấu quá, sao đẹp quá. Có xấu quá gì không? Dạ có xấu quá. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai, bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai, bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy em suy nghĩ là ừ anh này chắc đi Malaysia có tiền, giàu lắm, nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần một tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay cái chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Hẹn nhau ở quá. Đó tại vì cái địa điểm nó rất dễ tìm nữa, cái em đi hỏi bệnh nhân thần là ta chỉ. Rồi sao khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi đi ăn. Lúc đó mới em mới nhìn lại em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vợ em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc chứ. Sốc rồi. Một là chạy đi, hai là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em, trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn ngọt ngào, em làm sẽ giận mà. Nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện sáng sáng, nên lúc đó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Vậy chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ lúc đó em vẫn còn bên Mã Lai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn năm rưỡi. Rồi em cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Mã Lai, em thì lại ở đây, thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có cảm thực sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malaysia, là té xuống vực, trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em, nhưng mà do buổi tối hay chồng gây lộn nên buồn quá không ngủ được. Đến sáng rất buồn ngủ đâu lái xe được, nên nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện thôi. Em nằm trong bệnh viện lâu không? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm thôi. Mấy người kia thì vô mà không có sức bê an toàn á. Nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng chung không? Chung với xe. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào?
Dạ, thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em. Thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển nó của ảnh là cập nhật thông tin. Nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần là ngừng tim ngừng đập. Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi. Là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của ảnh, để mong sao mà ảnh tỉnh lại. Mà đúng thật sự màu nhiệm là ảnh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Nó sinh xuống hoài mà người ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó. Bắt buộc phải trả. Rồi, bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Vậy thì là điều gì mà khiến mà không đồng ý? Đó, em chỉ mới 16, 17 tuổi. Thứ hai là do trên lịch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi đi về về thăm gia đình em Tết, những dịp như vậy. Bắt đầu ba mẹ em mới hiểu, hai vợ chồng mới nói thôi anh về luôn đi, rồi mình xin cưới. Thế là được cưới? Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi. Nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói, cái gì em cực, trời ơi ngày đẹp quá, rồi xong quốc luôn. Bây giờ rồi. Lấy nhau rồi thì vui không? Còn chia tay nữa không? Dạ còn. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây em kể về cái tính xấu của cô này ấy. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mà quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau thì về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là đang quên. Rồi con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao trước đó thì lại là cái gì cũng ăn mà bây giờ cưới vậy rồi? Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô, giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi có ngon không con mới ăn đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu đó, kiểu là lãng mạn nè, có không? Cái này lãng mạn cũng có. Lãng mạn cũng có. Cũng có, nhưng mà suy nghĩ thì cũng lãng sạc. Nghĩa là đọc trên báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Trời ơi, khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa? Rất nhiều. Dạ. Sao vậy? Sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu tao mày rồi? Chắc cũng nói tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới, cái tự nhiên đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặng hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là mỗi lần ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì, kiểu giống như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó? Em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Nhưng mà đi ra đường mà nói chỉ mày tao, mình thấy cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám hả? Không bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện à. Tại trên suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình cả. Ngoài ra thì cái cô bé này, ngoài chuyện xưng hô ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa lo làng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. là mình đã bị đánh hả? Vừa đánh chống vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi lúc đổi thừa vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có. Em nói trời ơi tôi mét bố tôi vô coi. Cái cọc điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đến không sợ đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10 người. Tao chữ cũng 10 người. Đánh như kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu gì không? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Dạ, tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo. Là từ may vá nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ make up làm tóc thì em đều biết hết. Wow. Dạ. Bây giờ xấu là cái gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về, leo lên giường không tắm, nằm đắp chanh ngủ luôn. Xong bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho. Cái xong rồi cầm cái quần như nè, thôi anh không tắm. Không tắm rồi anh mệt quá đó đúng không? Rồi cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom quá nhiều. Tại vì phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ làm một tí ảnh đọc báo hay gì
rồi xong bắt đầu là thả qua nơi sắp hết rồi thả qua kia. Rải mà như bên năm hai mà rải đầy, nhiều khi một tiếng mà rải tới năm sáu quả em bó tay luôn. Không bữa nào lấy độc trị độc đi, lấy hụt bích lùi tro cho ông ăn. Hay coi gì nữa, ảnh lâu lâu em nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru mình, lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. À, bé có tự kỷ. Dạ, bé có tự kỷ. Nghe là một người rất là thiên hướng về gia đình á. Dạ. Và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được ba cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái là hay đòi mua đồ. Sau lưng thì kêu anh ơi, hai chồng mình để anh tiền nha, múc mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này nè, mua này đi anh. Đó bản chất của con nít. Nít là hay vòi quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Ở bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi đi. Bớt dữ dằn đi. Ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn. Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát. Tại nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ á, em đang ngủ mà giảm bớt. Như ông chờ giáng xuống chẳng ngủ được giảm. Rồi còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều, chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Cứ như vậy vui. Dạ. Đôi khi lại ghiền, lại nghiện cái tiếng mà cái giấy cái tiếng bom. Ôi, bây giờ vậy nè ha, chị có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng. Có những cái lúc mà bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức 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 á, nó trào lên tới mắt luôn. Giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy, từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bạo biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian thì bắt đầu mình từ từ mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi. Thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo. Thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên nè, tao nói cho... Thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy thì chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Dạ. Sau này cũng vậy, khi mình có con, mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba. Ngược lại, ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi. Em hiểu không? Dạ. Ha. Rồi, thay đổi. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Rồi, chào em. Dạ. Em hay đứng mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết. Cũng có phong độ bạn trai thì lâu lâu gặp một lần cho nó vui chứ gặp hoài chán chết. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Sao có run không? Hoàng hậu quá. Tim đập mạnh không? Dạ mạnh. Mạch của em đang nhảy bao nhiêu? Chắc trăm mấy á. Trăm mấy. À, em chú rể áo đỏ. Dạ cũng bình thường. Nó lớn lên luôn. Bình lớn thường lên. Dạ bình thường. À bình thường phải không? Rồi mà em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phú Huy. Hôm nay 32 tuổi, hiện đang công tác lính cứu hỏa trong lực lượng sở cảnh sát phòng cháy thành phố. Ồ, lính cứu hỏa mà. Lính cứu hỏa cho nên là phải ăn mặc cái gì đó phải hỏa chút xíu. Rồi mời em. Em tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, 28 tuổi, hiện đang là cán bộ công chức nhà nước. Em công tác ở đâu? Dạ ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu chị.
Em công tác với Bà Rịa, còn ông xã thì là công tác ở Sài Gòn. Sài Gòn. Ủa, rồi sao rồi tối thì ai về nhà ai? Thì nhà ai nấy về. Ủa, nhà ai nấy ở vậy đó hả? Dạ. Thì lâu lâu em lên hoặc là chồng em về. Ủa, tụi em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi em bé ở với ai? Dạ em bé đang ở với em. Ồ, ngu lan chức nữ vậy mà cũng có em bé được hay thiệt á. Trước đó là không có ngu lan chức nữ hay sao á. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm 6 tháng. Được 3 năm 6 tháng, coi như gần 4 năm. Dạ. Vậy á thì là trước khi yêu nhau là em cũng ở Vũng Tàu. Dạ. Rồi em cũng ở Sài Gòn. Hôm lúc đó đang học ở ngoài Hà Nội. Ồ, còn xa hơn nữa kìa. Đi. Đúng vậy. Dạ. Ở Sài Gòn chúng ta mà thấy quãng đường nó xa vời vợi rồi. Ông này ông quất cái tới Hà Nội luôn. Tức là lúc mà yêu nhau đó, đúng không? Thì em ở Vũng Tàu, anh này ở Hà Nội. Dạ. Rồi tới lúc mà lấy nhau, em vẫn ở Vũng Tàu và anh này về Sài Gòn. Dạ. Có bao giờ hai người ở chung một chỗ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao từ bất ngờ này tới bất ngờ kia vậy? Rồi bây giờ kể cho nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em thì cũng quen qua mạng. Thì hồi đó là anh nói là anh ở Sài Gòn nhưng mà hiện là đang đi học tại Hà Nội. Thì thời gian đó cũng nói chuyện, thì mấy tháng sau anh về thì tụi em gặp nhau. Gặp nhau là ở Vũng Tàu hay gặp ở thành phố? Dạ ở thành phố. Lúc đó em lên. Vậy thì đúng cái lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau là ấn tượng như thế nào? Dạ, lần đầu gặp ở ngay sân bóng Hoa Lư. Lúc đó chưa nắng, 12 giờ mấy, 1 giờ. Em thấy đứng đó, mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết. Hôm qua em kêu lại luôn. Thì đúng. Vậy là đúng. Dạ, em đứng bao lâu? Dạ cũng nửa tiếng anh. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp mà ảnh trẻ vậy. Mà đã vậy mà đứng ngay chân sân vận động nữa. Rồi lúc mà em gặp ảnh thì sao? Ấn tượng không? Dạ cũng có phong độ bạn trai thì... Nhìn hình thì cũng đã thấy rồi, thì khi ở ngoài thì cũng không khác gì mấy. Dạ, nên cũng không có thất vọng. Không có thất vọng. Là coi như hai người gặp nhau là đều cảm rất là vừa mắt, vừa mắt nhau luôn, đúng không? Rồi sau đó là tìm hiểu. Rồi ai là người chủ động em, đúng không? Và đúng ra là em phải đi xuống Vũng Tàu nhiều, đúng không? Dạ, đi xuống hoài, có khi tuần em xuống 5-6 ngày rồi. Vậy đó. Có gì coi như hết tuần. Dạ, tuần 7 ngày dạ em đi rồi xuống. Khó khăn quá chứ. Dạ, em đi làm nhà nước mà vậy sao được? Nhờ bạn trực thế rồi mình cái lúc mình rảnh mình trực cho người ta. Có rảnh giờ nào tuần ông đó ông xuống 5-6 ngày rồi ông rảnh giờ nào mình trực. Xuống đó rồi qua tuần sau là mình nghỉ, mình lên trên đó mình trực lại cho người ta mình trả. Vậy đó, trong thời gian bao lâu? Dạ cũng một năm. Năm trời. Năm trời đó. Rồi có lúc nào là em cũng bỏ nhiệm sở xuống 5-6 ngày với thành phố không? Dạ không, chỉ đi cuối tuần thôi. Rồi các bạn khoảng bao lâu thì các bạn mới cưới? Dạ một năm. Một năm. Năm. Dạ, một năm cưới. Cưới rồi bây giờ cũng vậy nữa. Dạ. Cũng ai lên ai? Thì vui xuống buồn khỏi xuống. Mà vui nhiều hay buồn nhiều? Vui nhiều. Và anh hỏi em nghe. Dạ. Với một cái hoàn cảnh người ở một nơi như vậy thì em có đoán biết trước được rằng ví dụ như cưới nhau về rồi cái đó nó sẽ là cái khó khăn? Lúc đó em cũng không suy nghĩ được là khó khăn. Tại vì hồi đó cứ nghĩ là lâu lâu gặp lần cho nó vui, chứ gặp hoài chán chết. Ba mẹ thì cũng không có nói gì, cũng vẫn cho phép là khi cưới xong thì anh cũng trên đây, ở trên đây làm thì em ở dưới, khi nào có tuần rảnh thì lên nhà chồng chơi thôi, chứ không có nghĩ tới vấn đề như bây giờ. Bây giờ thì sau khi lấy nhau rồi mà gần 4 năm rồi, khi hai ta không chung một nhà thì sao? Cái cảm giác như thế nào? Em thì công việc ở dưới đó cũng đang ổn định, nên em cũng muốn lên đây để thay đổi cái môi trường mới. Rồi nhiều khi lên đây thì xin việc lại khó khăn, giờ lại còn thêm đứa con nhỏ nữa, nên em muốn là anh về dưới thì nó dễ sống hơn, nhưng mà anh không chịu về. Có nghĩa là bây giờ tụi em đang trong tình trạng là chồng không muốn về dưới Vũng Tàu, còn vợ thì cũng không muốn lên Sài Gòn. Rồi bây giờ sao? Vợ chồng thì tụi em có bàn bạc những cái cách nào để mà có thể hòa hợp được không? Thì bạn chỉ có cách là kêu em lên, nhưng mà em cũng không chịu lên. Còn em thì sao? Tại vì bản thân em là thu nhập chính gia đình đó, thì lương em cũng cao hơn vợ. Đó thì cũng có nói là bỏ lên để lên đây rồi từ từ kiếm việc sau. Trình độ của vợ em cũng không phải là, vợ em cũng cử nhân kinh tế rồi anh văn giao tiếp này nọ thì cũng rất là ok. Chị hỏi thiệt hai bạn nè, tụi em còn yêu nhau không? Dạ còn. Còn yêu nhau. Nếu mà tiếp tục mà kiểu sống xa nhau như vậy nữa thì tụi em cảm giác tụi em sẽ có thể sống như vậy tiếp được bao nhiêu năm nữa? Nào hết nợ thôi. Cái cặp này á là phải về bàn bạc lại với nhau cho nó lên kế hoạch, lên chiến lược, lên kế hoạch đó.
không có như vậy được đâu, tại vì con nó càng lớn nó càng cần cái một cái mái ấm anh, gia đình cả cha cả mẹ. Anh chia sẻ thật lòng, cái này anh cũng làm cha mà anh hỏi thật lòng, em có thấy tội nghiệp con không? Thì có, nhiều lúc em ở đây em cũng buồn chứ, rồi cái thời gian rảnh đâu biết làm gì, ngồi đó cái điện thoại với nó chuyện con, nhiều khi điện thoại cho bà không thèm nghe máy nữa. Bà cũng không điện lại cho em nữa, có khi em cũng điện nói bà đang họp hay gì đó, em nói khi nào em rảnh em điện cho anh nói chuyện với con, cái 2-3 ngày sau mới điện lại, tới lúc bà điện cái em bận công việc, nhiều lúc cũng bực quá bực vậy, nhớ con thì nhớ sao không nhớ gì. Thì đó, nên cái sống xa nhau nó à, có những đó. Cái khó khăn như vậy đó em. Theo như lời của chồng em á, nói về em á, có nghĩa là từ nhỏ đến lớn á, là em sống trong một cái sự bảo bọc á, nó kín kẽ quá. Và em thực ra là nói là bước chân ra đời em đi làm vậy thôi, chứ còn nếu để bước ra đời á thì em chưa có thử qua cho em sợ. Ví dụ như bây giờ em tách khỏi cái Vũng Tàu đó thì nó đồng nghĩa với việc tách khỏi cái vòng tay của cha mẹ mình, đúng không? Rồi thì liệu mình có kham nổi hay không? Ví dụ như là bây giờ thích thì nấu, không thích thì thôi. Nhưng mà khi mình đã tách ra rồi thì bắt buộc không thích cũng vẫn phải nấu cơm, không thích cũng vẫn phải nuôi con. Đó là cái mà cái nhút nhát của em. Cho nên em ngại, em chưa có. Tức là nó cũng là một trong những vấn đề mà để cho em không thể quyết định được là em có xuống Sài Gòn với chồng hay không. Còn về phía chồng á, chị nói cái tâm lý không biết có đúng hay không, nếu không đúng thì thôi ha. Làm dâu á là đã khó rồi, nhưng mà làm ở rể á khó gấp trăm lần làm dâu á. Mà bây giờ công việc ở đây đang ok như vậy, đang ngon lành vậy, về Vũng Tàu không biết là mình đã xin được việc hay chưa. Thế thì trong thời gian mà chưa xin được việc mà mình về mình ở rể, tự nhiên nó bị giống như một cái con chim đại bàng đang tung cánh, xong giờ nhốt một cái bạc vô một cái lồng khóa cạch đó. Nói đúng 100% luôn, đúng không? Thì cái đó chính là cái điều mà các bạn còn e ngại. Nhưng mà chị chỉ nói như vậy thôi, cha mẹ không bao giờ đi theo mình suốt cuộc đời được. Đến một lúc nào đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải làm ngược lại cho cha mẹ, và mình đừng làm phiền cha mẹ nữa. Cái người đồng hành với mình trong cuộc đời sẽ là người chồng hoặc người vợ của mình và con cái mình. Mình phải tách ra là một gia đình khác. Cho nên là chị chỉ nghĩ rằng nếu mà tụi em còn thực sự yêu nhau á, tụi em phải có một cái quyết định nó kịp thời. Chị nói thử một cái giải pháp này nha. Em có ngày phép đúng không? Hai bạn đều có ngày phép. Em thử đi, em về Vũng Tàu em ở thử. Đó về phía em nha, em coi cái hoàn cảnh như thế nào, cuộc sống đã làm sao, ở chung với bên nhà vợ như thế nào. Đó là về phía em. Em cũng vậy, em xin nghỉ một tháng thử vợ chồng con cái ở Sài Gòn, coi cái hoàn cảnh ở đây, cuộc sống ở đây nó ra làm sao. Thì lúc ấy tụi em rút ra được là nên vợ lên với chồng hay là chồng xuống với vợ. Đó, cái đó quan điểm của chị. Đó nha. Về thử. Thôi tụi em cứ suy nghĩ đi ha. Dạ. Chúc tụi em tìm được một cái tiếng nói chung nha. À, cảm ơn em. Dạ. Mặc bikini đẹp lắm. Ừ. Anh hay muốn gặp không? Em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Ôi trời ơi, em thấy em thích chị á. Dạ, em chỉ tuyển máy bay thôi. Cương quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Xin mời chị Hồng Vân cũng như tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi. Chào anh chị. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thanh Trung. Dạ, em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương. Dạ, em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương, ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ, đúng dạ. Rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube thấy dễ thương quá, cái em kêu chồng coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh đăng ký nha, là đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập là nói chuyện, xong rồi không, lần này về cũng 1-2 ngày. Em về ngày hôm qua, chủ nhật này em bay qua lại thứ hai phải đi làm rồi. Ồ trời, thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong á em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chứ cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm, để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Dạ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi.
Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi, chính xác. Thế là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Dạ em nghĩ được tốt thôi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. À cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô sao? Chị em. Chị em hả? Dạ. Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa hơn chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá. Mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu được. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi. Cộng thêm cái tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em. Rồi có em cũng thấy thích em cũng định cua. Nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi. Có em lại ngồi em lại chay tịnh một thời gian nữa. Cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đã máy bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Biết. Bà giờ em đồng ý. Ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi có ông em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị á hay là mình hả quen nhau đi. Rồi có ông thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. Với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Rồi thêm chị họ lấy chồng cũng nhỏ hơn 6 tuổi. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. Rồi quay lại. Dạ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi dựa hoài chị ơi. Em ở nhà nhõng nhẽo lắm tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó. Mấy chương trình này tiếng Việt thì thực ra nhân viên trong công ty không có biết để cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện thì vợ lắng nghe thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi làm ví dụ cái em nhõng nhẽo đi coi. Còn cái đó gằn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà phải có cảm xúc nó mới xong lúc đó rồi. Thì em sẽ ôi thương vợ thương đó. Chung mà đúng rồi vợ thương xong rồi đó. Không thấy là em lại đưa tay qua em ôm xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà vô là vui à. Cà vô mới vui à. Là cái thế là thế trong em hèn gì cứ nhõng nhẽo hoài bởi vì thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. Chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai. Rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận, giận y luôn. Chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Thôi lại giận. Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên. Cái đó là cái em không muốn, em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là thôi anh không cần ngồi. Thật sự khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được.
thực hiện. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. Ba lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dậm bước đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Đó cái gì đó đúng rồi. Thành ra em mới thấy thôi vậy thôi, cứ ngồi xuống xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có hả từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm cái gì trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Rồi mà mấy mà mở mắt để đó thôi là chút xíu ngủ rồi thì ra ngủ không được thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ không được thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em. Tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn mà. Mà hả, cái em muốn là hả, bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không? Không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Đó. Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ không còn cái nào xấu nữa quá rồi đó phải không? À thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu là thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ, vợ khóa cửa chưa? Rồi chắc không? Chắc. Bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á nó không thể hiện được cái sự tự tin. Chừng nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không kiểm tra, nhưng mà chưa tự tin không thể là kiểm tra bình thường là khóa rồi. Tốn công là đang thiêu thiêu ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại. À chưa? Cẩn thận. Dạ đúng cẩn thận. Dạ. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Dạ. Đúng không? Lúc nào được không? Bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nó được không? Được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé mà... vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nó hay ngượng ngượng. Dạ, vợ được rồi, vợ được rồi. Kêu vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bồng đồng tuổi với nhau thì chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó. Nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi đúng không? Rồi, muốn lợi dụng cái chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm quá này nọ lại. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung, về phía em, Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chị hỏi câu tế nhị chút nha. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ cũng không đến nỗi là, nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Trời em cảm ơn. Da trắng, cao hơn em. Em quá thổn. Chưa có tâm lý, chưa có tế nhị. Em quen người cao, con em sẽ lại cao. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại.